Kinh nghiệm du lịch Pattaya, Thái Lan. Thái Lan nổi tiếng với những thành phố biển, còn Pattaya là một trong những thành phố biển đẹp nhất nhì xứ Chùa Vàng. Nhưng không chỉ có thế, du lịch Pattaya bạn sẽ được khám phá một thành phố của những đêm không ngủ. Với quá nhiều điều hay ho và thú vị, nhưng trước hết bạn hãy bỏ túi những kinh nghiệm du lịch Pattaya tự túc cho người đi lần đầu nhé. 1. Pattaya thành phố biển đẹp nhất nhì xứ Chùa Vàng. Pattaya nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 165 km về phía đông nam Thái Lan. Trước kia, Pattaya vốn chỉ là một làng chài đơn sơ, bình dị. Chính điều này đã làm nên sức hấp dẫn riêng của du lịch Pattaya. Thành phố Pattaya được chia làm 3 khu chính. Khu Naklua thuộc phía bắc Pattaya, ở đây khá yên tĩnh, thích hợp để du lịch nghỉ dưỡng. Bãi biển thường có nhiều bùn và không thuận lợi cho việc tắm biển. Khu trung tâm của Pattaya, khu vực này sầm uất, nhộn nhịp nhất nên thường tập trung đông khách du lịch Pattaya tự túc. Khu Dongchien thuộc phía nam Pattaya, khu vực này nằm ở bên kia núi, có rất nhiều quán ăn thơ mộng nằm sát biển. 2. Nên du lịch Pattaya thời gian nào? Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Pattaya là từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Lúc này thời tiết mát mẻ, không nắng nóng cũng không lạnh nên phù hợp với mọi loại hình du lịch ở đây. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 10 là thời điểm khá bất tiện cho việc du lịch ở một thành phố biển. Bạn nên tránh đến đây vào thời điểm này. 3. Chi phí du lịch Pattaya. Chi phí cho một chuyến du lịch đến Pattaya Thái Lan gồm tiền vé máy bay, tiền ăn ở, đi lại tại Bangkok và Pattaya, tiền mua vé vào các điểm tham quan, tiền mua tour trải nghiệm khám phá, tiền mua sắm, tổng chi phí tùy thuộc vào các dịch vụ và nhu cầu hưởng thụ của bạn. Nhưng chi phí trung bình cho một chuyến du lịch Pattaya 4 ngày 3 đêm khoảng từ 8 đến 12 triệu đồng. 4. Cách di chuyển khi du lịch Pattaya. Hiện nay, tại Việt Nam chưa có đường bay thẳng tới Pattaya. Bạn có thể đặt vé máy bay từ Hà Nội đến Bangkok. Giá vé dao động từ 2 triệu 600 nghìn đồng Việt Nam đến 7 triệu đồng Việt Nam. Hoặc vé máy bay từ Sài Gòn đến Bangkok. Giá vé dao động từ 4 triệu 800 nghìn đồng Việt Nam đến 6 triệu 700 nghìn đồng Việt Nam. Sau khi đến Bangkok, nếu bay nối chuyến, bạn có thể đi từ sân bay Suvarnabhumi đến Pattaya khoảng hơn 100 km, hoặc từ sân bay Don Mueang đến Pattaya khoảng 140 km. Nếu không muốn bay nối chuyến, bạn có thể di chuyển đến Pattaya bằng xe buýt hoặc tàu điện vì khoảng cách cũng khá gần. Tại Pattaya, bạn có thể di chuyển giữa các điểm tham quan hay ăn uống bằng taxi, xe buýt, xe ôm hoặc thuê xe máy, nhưng sẽ có đặc sản là những chiếc xe lam được cải biên từ xe tải cho bạn trải nghiệm đấy. Ở Pattaya không có xe túc túc như Bangkok. 5. Ở đâu khi du lịch Pattaya? Pattaya là khu du lịch nổi tiếng nên hệ thống các cơ sở lưu trú ở đây vô cùng đa dạng. Nếu tài chính rủng rỉnh, bạn có thể lựa chọn lưu trú tại những resort nghỉ dưỡng cao cấp. Nếu muốn tiết kiệm chi phí, bạn có thể lưu trú tại những khách sạn giá rẻ ở Pattaya. Theo kinh nghiệm du lịch Pattaya, những khách sạn đường ven biển Pattaya, khách sạn trung tâm Pattaya, khách sạn Bắc Pattaya được nhiều khách du lịch lựa chọn nhất. 6. Ăn gì khi du lịch Pattaya? Đến Pattaya, bạn nhất định phải thử ngay các món ăn siêu ngon tại khu vực dọc đường sao Pattaya. Một vài gợi ý cho bạn như Tom Yum là món súp chứ danh của Thái Lan, nhưng hương vị món Tom Yum ở Pattaya đậm đà vị chua cay hơn. Som Tam, món nộm đu đủ cũng đã quá nổi tiếng ở nước ta. Nhưng nộm đu đủ kiểu Thái ở Pattaya với cách chế biến khác biệt có hương vị mới lạ khiến bạn ăn một lần là nhớ mãi không quên. Côn trùng chiên, các món từ côn trùng được ví như linh hồn ẩm thực của Thái Lan. Các loại bọ cạp, sâu, kiến, dế, châu chấu được tẩm ướp hoặc không tẩm ướp khi chiên giòn sẽ cực thơm ngon chứ không hề đáng sợ như bạn nghĩ đâu. Hãy thử một lần món ăn này khi du lịch Pattaya bạn nhé. 7. Địa điểm tham quan hấp dẫn tại Pattaya. Pattaya là thành phố biển đẹp nhất nhì xứ Chùa Vàng, là thành phố đêm không ngủ nên sẽ có nhiều điểm tham quan hấp dẫn chờ bạn khám phá. Nếu bạn sợ không đủ thời gian để đi hết những chỗ hay ho ở Pattaya thì hãy ưu tiên đến những địa điểm này nhé. Bãi biển Pattaya, bãi biển nằm ngay trung tâm Pattaya với độ dài 3 km. Đến đây bạn có thể thỏa sức tắm biển và tham gia các môn thể thao dưới nước. Đảo san hô, đảo nằm cách bờ tầm 7 km sẽ cho bạn thấy một thế giới thật sự rất khác. Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng những dạng san hô nguyên sơ đủ màu sắc sẽ là ấn tượng khó phai trong chuyến du lịch Pattaya. Núi Khao Chi Chan cách Pattaya 25 km, là nơi có tượng Đức Phật lớn nhất Pattaya, cao 109 m, rộng 70 m, với đường chạm khắc được dát vàng, vô cùng ấn tượng. Bảo tàng tranh nghệ thuật 3D. Bảo tàng có diện tích hơn 5.800 m2, là bảo tàng 3D đầu tiên và lớn nhất ở Thái Lan. 8. Lưu ý khi du lịch Pattaya. Khách du lịch Pattaya đến từ Việt Nam hiện đang được miễn visa nếu thời gian lưu trú dưới 30 ngày.
Tuy nhiên, bạn cần có hộ chiếu với thời hạn trên 6 tháng để làm thủ tục nhập cảnh. Khi đi, bạn đừng quên mang theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu bản chính và bản sao để phòng trường hợp cần thiết nhé. Bạn có thể đổi tiền Thái Lan ở Việt Nam hoặc mang theo đồng USD rồi qua Thái Lan đổi thành tiền đều được. Khi du lịch ở xứ Chùa Vàng, bạn nên ghi nhớ một vài quy tắc ứng xử như ăn mặc kín đáo khi đến nơi tôn nghiêm, khi vào đền, chùa, phải đi chân trần vào khu chánh điện. Cách chào của người Thái là chắp tay trước ngực đầu hơi cúi. Pattaya với những bãi biển đẹp hoang sơ, những show diễn sôi động, nền ẩm thực độc đáo và ngành du lịch ngày càng phát triển với đa dạng các loại hình chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Kinh phí cho một chuyến khám phá Pattaya cũng không quá đắt đỏ, đặc biệt bạn có thể áp dụng bí kíp để tiết kiệm chi phí như săn vé máy bay giá rẻ đi Pattaya và đặt phòng khách sạn trên Traveloka. Du lịch Pattaya còn nhiều lắm những điều thú vị đang vẫy chào bạn. Cùng lên kế hoạch săn vé, đặt phòng và chuẩn bị một sức khỏe tốt, một tâm hồn háo hức để đến với Pattaya, thành phố của những đêm không ngủ thôi nào bạn ơi.